Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch tỉnh, chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc bảo vệ tốt diện tích lúa và các cây trồng vụ hè thu, đảm bảo khung lịch thời vụ, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trưởng và vượt so với kịch bản tăng trưởng 8 tháng. Các hoạt động kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Lượng khách du lịch đến Yên Bái trong 8 tháng qua đạt trên 1 triệu lượt, doanh thu đạt trên 685 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 11.500 tỷ đồng. Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong 8 tháng năm 2022, tỉnh Yên Bái cấp chủ trương đầu tư cho 27 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 213 doanh nghiệp, 61 hợp tác xã, thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán. Triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh trong tháng 9 năm 2022, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành đã tham luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị, công tác tham mưu hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các khó khăn vướng mắc, việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, những chỉ tiêu nhiệm vụ còn thấp chưa đảm bảo theo kịch bản tăng trưởng, công tác rà soát phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, giải pháp thu ngân sách đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế, việc thực hiện nghị quyết số 69 và nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thông tin chi tiết của hội nghị chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.